Đó, có mà quay đường nè. Hello. Hi. Yes. Anh định kìa. Nè ở đây. Ông quên cho tôi cây nó có cái tiền thật đó cả. Hello, hello. Hello, hello. Nó má hả? Hỏi là chừng nào có bắp đi hút kìa hả? Bắp chắc không. Ủa đang? Ủa đang? Chữ hái nó tới, nó hái nó ra, mình chỉ bán mất tiêu rồi. Quá sợ chứ. Giống như là cái gì anh chở cho xe lại vậy? Nãy nói đó. Xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động hả? À, nó chở cho tại tập trung đó ha. Rồi quay nè Minh Nhiên. Dâu đang ngon hơn. Hello. Ờ chú Thịnh quay nè, David. Dạ con đi. Lina đâu? Lina ba kêu kìa. Lina. Trời ơi Lina hái được quả trái bự ba. Có con giờ nè ba hái dạ. Ngọt lắm. Hai đó đi coi, hai đó đi. Trộn chung. À vậy hai. Ôi hai. Giỏi ghê rồi, thấy rồi. Cứ hái tiếp đi, quay quay chưa? Định đi nhẹ đang qua dầu thằng Thiên Hồng Viên đâu Hồng Viên Thành quay nè Thành quay hai cân dầu quá chừng ha. À. Chị nhảy chị biết hai rau hay chứ. Chứ là... à, trời mà nó mát quá chứ. Mát có gió. Dâu. Dâu đây, dâu đây. Đâu đi nào dâu chỗ nào đâu bà coi coi. Ba Lina hái nè ba. Cái rổ nè. Qua ba Lina hái nè. Trời một rau. Lúc mà đi kìa, quá ta chừng, đi. Chưa mất. Lina hái kìa. Đây Thục Đoan. Coi phim, coi phim. Hello. Cái vỏ đầy chưa? Dạ, còn mới có chút à. À. Tê nè. Trời ơi. Rồi chụp rồi, chụp được mấy tấm rồi. Hello. Đây là Thục Đoan với là Thấn. Hai đâu nè. Hello. Hello. À, đây là Trudy nè. À, bên kia cũng phải đoàn Việt Nam nữa. Ủa cái gì kìa, hai anh Tiễn. Thấy rồi, thấy ngoài kia rồi.